Xin chào các bạn. Khi nói đến tôm càng, người ta thường hay nghĩ đến ngay đến món hấp nè, hoặc là tôm càng nướng nè. Đó là hai món rất là phổ biến cho chế biến tôm càng, hoặc là ngoài ra người ta còn có thể ăn sống với mù tạt nữa. Tuy nhiên trong chương trình ngày hôm nay thì cũng với nguyên liệu tôm càng này, Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị một món ngon mà chúng ta còn có thể ăn như là món ăn no chứ không phải là món ăn chơi như là tôm nướng hoặc là tôm hấp. Đó là món cà ri tôm càng. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp để thực hiện món ăn này các bạn nha. Để thực hiện món cà ri tôm càng, các bạn cần sử dụng 4 con tôm càng khoảng 600 g, một tô nước dảo dừa, một chén nước cốt dừa, chúng ta vắt từ 200 g dừa nạo. Ngoài ra các bạn sử dụng khoảng 3 trái đậu bắp, một củ hành tây, nửa trái ớt chuông xanh, một ít sả bào. Ngoài ra các bạn cũng chuẩn bị thêm một ít cà ri dầu, hành tỏi băm, dầu màu điều và nước cốt me cùng với các loại gia vị thông thường. Để thực hiện món ăn này thì đầu tiên là Diệu Thảo sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta sử dụng phần dừa nạo. Dừa nạo khi mua về thì các bạn nhớ lưu ý chúng ta ngửi mùi của dừa nạo vẫn còn thơm và vị béo béo của dừa nạo, tức là dừa mới được nạo ra, không có bị chua hoặc là không có cái vị gắt dầu. Sau đó thì chúng ta sẽ nhồi kỹ và chúng ta vắt ra lấy một chén nước cốt dừa, tức là phần nước đầu tiên đó. Kế đó các bạn cho thêm nước ấm ấm vào, chúng ta nhồi và chúng ta vắt lấy một tô nước dảo này để nấu. Còn đối với tôm càng, các bạn nhớ lưu ý chúng ta chọn những con tôm càng còn rất là tươi xanh như thế này. Phần càng cũng như là phần chân và phần đầu tôm còn dính chặt vào với mình tôm và con tôm nhìn còn vẫn còn cái độ màu xanh trong. Đặc biệt là phần mắt tôm á, các bạn nhìn thấy là mắt tôm nè, đó còn rất là sinh động như thế này thì là những con tôm rất tươi. Nếu mà chúng ta mua được tôm càng còn sống thì càng tốt. Giai đoạn đầu tiên là các bạn sẽ cắt một cái đầu tôm càng này, chúng ta chừa lại để các bạn sẽ trang trí ở giai đoạn cuối cùng. Món tôm càng thường là đẹp là nhờ phần đầu tôm, cho nên là chúng ta nếu mà chúng ta muốn thuận tiện trong lúc ăn á, thì chúng ta sẽ bóc bỏ phần đầu. Tuy nhiên chúng ta chừa lại một cái đầu tôm nào đẹp nhất như thế này, còn nguyên càng và chân để chúng ta sử dụng làm phần trang trí. Sau đó những phần còn lại thì các bạn sẽ bóc bỏ cái phần vỏ tôm đi. Vì món tôm càng này thì phần đầu thường là rất là to và nhìn rất là đẹp. Tuy nhiên khi ăn thì sẽ rất bất tiện cho người thực khách, cho nên là các bạn sẽ bỏ cái phần đầu đi. Phần mình tôm thì các bạn bóc bỏ vỏ, nhưng mà cũng chúng ta cũng vẫn chừa đu đuôi như thế này. Là vì nếu mà tôm càng các bạn bóc sạch hết phần tôm càng đó thì khi chúng ta chế biến xong nhìn món ăn sẽ không đẹp, do đó là chúng ta chừa phần đuôi tôm lại. Kế đó các bạn dùng dao chúng ta rạch một đường ở trên sống lưng để chúng ta bỏ phần phần chỉ đen ở sống lưng đi. Có những con tôm thì sẽ không thấy rõ phần chỉ đen này thì các bạn rạch ra, nếu không có thì không cần lấy đi. Đây, con tôm này phía bên trong rất là sạch. Chúng ta sẽ tiếp tục và làm như vậy đối với những tôm còn lại. Những con tôm còn lại thì chúng ta sẽ cắt bỏ phần đầu, chúng ta cắt ngang đến phần mắt tôm nè và bỏ bớt phần chân này đi. Các bạn nhớ lưu ý là chúng ta chừa lại phần càng cho đẹp. Phần đầu tôm thì chúng ta chỉ gỡ bỏ phần phía bên trên này thôi, chúng ta chỉ gỡ bỏ như thế này. Các bạn lưu ý khi gỡ phần đầu tôm ra thì chúng ta sẽ đồng thời là lấy hai phần mắt ở hai bên con tôm. Hai bên con tôm, hai bên phần này có một phần mắt rất là cứng như thế này. Đây, chúng ta gỡ bỏ đi. Đây, các bạn bỏ bớt những phần này. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng mũi kéo, chúng ta sẽ bỏ phần có một túi đen ở trên đầu của tôm á, thì chúng ta sẽ bỏ phần túi đen đó luôn. Đây là phần túi đen mà các bạn phải loại bỏ đi. Đây là phần tôm đã được làm sạch. Kế đó thì chúng ta cũng bóc bỏ phần vỏ tôm tương tự như con tôm đầu tiên mà chúng ta vừa thực hiện. Để làm tôm thì các bạn sẽ cắt bỏ phần chân, cắt bỏ bớt phần chân đi và chúng ta lấy phần vỏ ngoài này. Kế đó các bạn nhớ lưu ý là chúng ta sẽ bỏ phần túi đen ở đầu tôm. Đây, phần đầu tôm bao giờ cũng có một cái túi đen như thế này, chúng ta bỏ đi vì đó là phần bộ phận tiêu hóa của tôm, sẽ có rất là nhiều sạn cát trong đó. Kế đó chúng ta bỏ cả cái phần răng tôm như thế này, ở hai bên có hai cái răng như thế này rất là cứng, chúng ta sẽ bỏ bớt đi. Kế đó thì các bạn sẽ dùng kéo chúng ta cắt phần vỏ này để chúng ta giữ phần đầu tôm lại như thế này thì khi chế biến xong sẽ đẹp hơn. Chúng ta xoay phần vỏ đi và chúng ta cắt bỏ với phần chân để loại bỏ phần vỏ tôm. Và đây là tôm đúng chúng ta đã làm xong thì còn giữ nguyên phần đầu và một phần mình. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm với con tôm cuối cùng. Cắt
bỏ đến ngang phần mắt tôm, bỏ bớt phần chân tôm đi. Sau đó các bạn dùng tay luồn vào phía bên trong nè, để chúng ta bóc bỏ phần vỏ. Dùng kéo mũi nhọn chúng ta lấy phần túi đen ở trên đầu tôm, cắt bỏ. Kế đó dùng tay chúng ta sẽ lấy phần răng ở hai bên ra. Cuối cùng thì các bạn dùng kéo chúng ta cắt ở phía bên dưới bụng tôm để chúng ta lấy phần vỏ tôm ra. Và đây là một tôm chúng ta cũng đã làm hoàn thành sạch rồi. Các bạn sẽ để những con tôm mà chúng ta đã làm sạch đó ra đĩa. Và cả phần đầu tôm mà chúng ta chừa lại để trang trí. Sau khi các bạn đã làm sạch tôm rồi, chúng ta sẽ ướp gia vị vào. Các bạn sẽ ướp vào khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu. Chúng ta ướp đều lên tất cả những cái phần thịt tôm mà các bạn đã bóc vỏ. Rồi ướp luôn cả phần vào, và ướp luôn cả vào phần đầu tôm. Một chút xíu muối, rất là ít muối thôi. Đối với tôm thì các bạn lưu ý một điểm đặc biệt là các bạn chỉ ướp muối hoặc là ướp hạt nêm. Chúng ta tuyệt đối không ướp nước mắm vào món ăn này, vì khi mà ướp nước mắm vào tôm thường là sẽ tạo nên vị hơi khai khai, mùi hơi khai khai ở tôm rất là khó chịu. Và các bạn ướp thêm một ít hạt nêm, một ít bột ngọt và một khoảng nửa muỗng cà phê đường nữa. Món cà ri tôm càng này hơi khác với những món cà ri gà hay là cà ri bò thông dụng khác, mà cà ri tôm sẽ có vị chua chua. Và đặc biệt là không nấu với khoai, không nấu với cà rốt, mà người ta sẽ nấu chung với đậu bắp, với ớt chuông xanh và với hành tây, cho nên vị rất là khác lạ. Kế đó các bạn sẽ ướp thêm khoảng 1 muỗng cà phê hành và tỏi băm. Phần cà ri thì các bạn sẽ sử dụng loại cà ri dầu. Có thêm phần nước như thế này, chúng ta ướp vào khoảng 1 muỗng canh. Dùng muỗng các bạn sẽ thoa đều tất cả những phần gia vị này lên trên tôm. Và các bạn dùng đũa trộn đều. Và sau đó thì các bạn dùng đũa trộn đều để cho gia vị thấm đều vào con tôm như thế này. Phần đầu cũng vậy, các bạn cũng thoa đều gia vị vào phần đầu. Sau khi đã ướp gia vị vào tôm rồi, các bạn để tôm qua một bên khoảng 15 phút thôi thì chúng ta có thể nấu được rồi. Kế đó thì các bạn sẽ cắt đến phần củ hành tây. Củ hành tây các bạn sẽ cắt muối. Chúng ta cắt muối bề ngang khoảng 1 cm là vừa. Cho hành tây ra đĩa. Và chúng ta sẽ tiếp tục cắt hết củ hành tây mà các bạn đã chuẩn bị ở giai đoạn đầu. Lấy hành tây ra. Đậu bắp thì rất là đơn giản. Các bà nội trợ thì rất là quen với nguyên liệu đậu bắp này, là vì trong gia đình, đặc biệt là người miền Nam á, người ta thường hay sử dụng đậu bắp để làm nguyên liệu nấu món canh chua. Đối với món cà ri tôm càng thì sẽ có mùi vị chua chua, gần giống như là canh chua của người miền Nam, nhưng mà đặc biệt thì lại có thêm vị béo của nước cốt dừa, chứ không hẳn như là món canh chua. Phần đậu bắp này chúng ta cắt ra xong, các bạn cũng cho ra đĩa. Chúng ta nhớ lưu ý là khi cắt đậu bắp, trước khi cắt đậu bắp thì chúng ta sẽ cắt bỏ phần cuốn và phần đầu của đậu bắp đi, sau đó mới cắt xéo. Cuối cùng là đến phần ớt chuông. Ớt chuông xanh chúng ta sử dụng khoảng nửa trái thôi. Các bạn sẽ cắt ra thành những miếng dài như thế này. Rồi sau đó chúng ta bỏ bớt phần ruột ớt đi. Các bạn sẽ tiếp tục cắt thành khối vuông. Bỏ hai đầu đi, chúng ta bỏ bớt phần ruột ớt. Sau đó các bạn cắt khối vuông như thế này. Ớt chuông xanh khi mà các bạn cắt ra thì các bạn sẽ có cảm giác mùi rất là nồng. Mùi của ớt cảm giác là rất cay, nhưng mà thật sự đây là một loại rau mà người ta dùng cho món salad cũng được. Đối với ở Âu Châu á, thì những cái loại ớt như thế này, ớt xanh hoặc là ớt đỏ, người ta dùng như là món salad, bào mỏng ra và trộn ăn sống. Tuy nhiên ở Việt Nam thì do là xứ nhiệt đới cho nên là ớt chuông sẽ có mùi hơi hăng hơn là ớt chuông ở các nước châu Âu. Cho nên người ta thường hay sử dụng ớt chuông để cho các món xào, hoặc là trong ngày hôm nay thì chúng ta sử dụng cho món cà ri. Vừa đẹp mắt mà lại vừa rất là bổ dưỡng. Vì trong ớt chuông xanh có chứa rất là nhiều nguyên tố, nhiều chất khoáng cũng như là vitamin ở trong đó. Các bạn sẽ cắt khối vuông như thế này. Và ớt chuông xanh có một đặc điểm nữa là khi nấu các bạn không nên nấu quá chín thì món ăn sẽ mất ngon. Và bây giờ tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, chúng ta đặt nồi lên bếp và chuẩn bị nấu cà ri các bạn nhé.
Chúng ta sẽ sử dụng một cái nồi có thể nấu được khoảng 2 đến 3 lít nước. Các bạn đặt nồi lên bếp. Chúng ta chờ cho nồi nóng một chút xíu rồi chúng ta sẽ cho dầu vào. Các bạn cho lượng dầu cho vào đó thì đối với món cà ri thì bao giờ cũng phải có vị béo một chút. Các bạn cho khoảng 4 muỗng canh dầu ăn. Sau khi cho dầu ăn vào rồi các bạn chờ cho phần dầu nóng thì chúng ta sẽ lần lượt phi phần sả bào. Sả chúng ta bào mỏng như thế này các bạn sẽ phi cho vàng lên. Kế đó các bạn phi tiếp phần hành tỏi băm. Và các bạn sẽ cho tôm vào xào chung với lại phần cà ri dầu này. Và chúng ta sẽ nấu trước với nước giảo dừa. Các bạn lưu ý là nước giảo dừa thì chúng ta sẽ nấu trước với tôm càng. Thì vì tất cả những nguyên liệu nào mà chúng ta cần nấu lâu thì các bạn sử dụng nước giảo chứ đừng sử dụng nước cốt. Vì trong nước cốt thì có rất là nhiều chất béo ở trong đó. Nếu chúng ta nấu lâu thì sẽ dễ tạo nên vị gắt dầu không ngon. Và bây giờ các bạn có thể nghe thấy những tiếng lách tách ở trong dầu. Thì chúng ta sẽ cho phần sả vào, chúng ta phi vàng phần sả này. Sả nếu mà chúng ta dùng để nấu cà ri thì có nhiều cách. Các bạn có thể dùng sả cây đập dập chúng ta cho vào. Và chúng ta có thể cho thêm phần sả chúng ta phi vàng. Hoặc là các bạn có thể xay thật là nhuyễn để mà xào chung. Đối với sả mà phi vàng sắc khoanh mỏng như thế này, sau khi chúng ta nấu xong thì ăn chúng ta sẽ có cảm nhận những cái miếng sả ở trong đó. Còn nếu trường hợp chúng ta xay nhuyễn thì chúng ta sẽ ít có cảm giác sả hơn. Chúng ta nấu cho sôi lên, chúng ta phi cho vàng lên như thế này, dầu nóng thì các bạn thấy là sả bắt đầu chuyển sang màu vàng rơm và mùi thì rất là thơm. Các món cà ri thì bao giờ cũng có mùi đặc trưng là mùi của sả, cho nên các bạn nhớ lưu ý là đừng bao giờ thiếu nguyên liệu sả trong món này nha. Kế đó thì Diệu Thảo tiếp tục cho đến phần hành và tỏi băm. Chúng ta tiếp tục phi vàng. Và các bạn nghĩ xem là bây giờ chúng ta sẽ cho nguyên liệu gì vào. Chắc chắn phải là tôm rồi phải không các bạn? Và đầu tiên Diệu Thảo cho phần đầu tôm vào trước. Đây là phần chúng ta sẽ sử dụng để trang trí nè. Chúng ta cho vào trở đều để giữ cho phần đầu tôm này không có bị thay đổi hình dạng, tức là không bị rụng càng hay là không bị mất đi những phần chân, sẽ mất đi cái vẻ đẹp ở giai đoạn cuối cùng đi. Và tiếp tục thì Diệu Thảo sẽ cho hết phần tôm mà chúng ta đã ướp gia vị vào, kể cả những cái phần cà ri chúng ta ướp nè, cho hết vào. Hành tỏi băm chúng ta cũng cho chung vào. Kế đó chúng ta đảo đều phần tôm để cho tôm vàng và thơm. Những con tôm bắt đầu đổi sang màu đỏ cam rồi, các bạn nhìn thấy không? Màu rất là đẹp. Đổi sang màu đỏ cam như thế này. Tôm càng thì ngoài việc là nướng hay là hấp thì còn một món nữa rất là ngon, các bạn biết không? Đó là món tôm rim. Chúng ta làm tôm rim với lại tôm càng này cũng rất ngon, rất hấp dẫn và ăn rất là bắt cơm. Khi chúng ta đảo đều như thế này rồi, các bạn sẽ tiếp tục cho cà ri dầu vào. Chúng ta xào chung và bây giờ mùi thơm bốc lên rồi đó các bạn. Mùi của cà ri, mùi của tôm rất thơm. Và khi chúng ta xào thơm như vậy thì hứa hẹn món ăn sẽ rất ngon đây. Sau khi cho hết phần cà ri vào rồi, bây giờ các bạn sẽ cho nước giảo dừa vào. Chúng ta cho nước giảo dừa vào đừng nhiều quá. Với 200g dừa nạo thì các bạn sẽ vắt ra được khoảng chừng một tô nhỏ thôi. Tức là đối với tô lớn như thế này thì các bạn vắt khoảng chừng nửa tô là vừa. Làm sao để khi đổ nước dừa vào các bạn thấy nè, vừa xăm sắp phần tôm đi. Vừa xăm sắp phần tôm thôi. Là vì lý do là tôm là một nguyên liệu rất là nhanh chín các bạn. Nếu mà chúng ta nấu cà ri với thịt gà hoặc với thịt bò hoặc với thịt dê thì chúng ta cần là phải nấu lâu. Cho nên là lúc đó nước nhiều một chút. Nhưng đối với món cà ri tôm càng thì tôm là nguyên liệu rất là nhanh chín. Cho nên các bạn chỉ cần nước xăm sắp thôi. Và khi chúng ta chờ cho nước giảo dừa này sôi lên trở lại một lát, tôm vừa chín là được rồi, chúng ta không nấu quá kỹ thì thịt tôm sẽ không còn cái hương vị ngon nữa. Đó, chúng ta sẽ đảo đều tôm để cho tôm chín đều. Các bạn sẽ đảo đều tôm và những con tôm khi mà bắt đầu chín các bạn nhìn thấy thịt bung ra và phần vỏ thì cũng đổi sang màu đỏ cam. Phần đầu tôm là phần mà nó có rất là nhiều càng. Cái càng như thế này thì nó rất là dễ không chín phần càng, cho nên các bạn nhúng đều cái càng này vào trong phần nước giảo dừa nè để cho cái càng này cũng được chín đều. Là vì khi thưởng thức á, thực khách, có những thực khách thì rất là thích ăn cả cái phần càng nữa, mặc dù phần thịt trong càng rất ít nhưng mà rất ngon vì thịt rất là chắc. Và khi nước sôi lên trở lại rồi thì các bạn nêm lại cho vừa ăn.
Chúng ta nêm thử xem gia vị của chúng ta bây giờ như thế nào rồi. Vị béo nhẹ nhưng mà chưa vừa ăn. Vì lý do khi chúng ta ướp vào tôm lúc nãy chúng ta ướp rất là ít muối và hạt nêm. Bây giờ thì Diệu Thảo sẽ ướp thêm một ít hạt nêm vào nữa để cho vị vừa ăn hơn. Và chúng ta sẽ cho nguyên liệu nước me vào. Nước cốt me này sẽ làm cho món cà ri tôm càng có cái vị chua rất là đặc biệt và rất là hấp dẫn. Chúng ta tiếp tục cho vào nửa muỗng canh đường nữa các bạn nha. Vì bao giờ cũng vậy, khi có vị chua thì chúng ta phải cân bằng bằng vị ngọt của đường thì món ăn mới có cái sự hòa hợp về vị. Rồi cuối cùng nữa Diệu Thảo lại cho thêm vào khoảng một nửa muỗng cà phê bột ngọt. Màu sắc thì bây giờ cũng đã rất là đẹp rồi đó. Nhưng mà nếu mà muốn màu đẹp hơn thì lát nữa chúng ta cho thêm vào một muỗng cà phê dầu màu điều. Nó chỉ cần một muỗng cà phê thôi. Sẽ làm món ăn đỏ rực lên, trông rất là hấp dẫn. Bây giờ phần tôm cũng đã chín rồi. Các bạn quan sát thấy tôm đã bắt đầu chuyển hết sang màu đỏ cam rồi nè. Phần đầu tôm cũng đã chín rồi. Chúng ta trở đều một lần nữa để cho phần đầu tôm này thật là chín kỹ. Phần vỏ cũng chín kỹ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho hành tây vào trước. Các bạn cho hành tây vào. Hành tây cũng nhanh chín lắm. Chúng ta cho vào vừa sôi trở lại. Phần hành tây vừa ngập trong nước sôi trở lại là chín ngay. Kế đó các bạn cho tiếp đến phần đậu bắp. Đậu bắp cũng là một nguyên liệu rất là nhanh chín. Cho vào. Và chúng ta dùng đũa để cho phần đậu bắp này. Dùng đũa trộn đều, đảo đều để phần đậu bắp cũng chín đều. Cuối cùng thì Diệu Thảo mới cho một nguyên liệu rất là nhanh chín mà cần phải để cho có độ giòn. Đó là ớt chuông. Chúng ta cho vào cuối cùng. Cho vào cuối cùng và các bạn đảo đều một lần nữa. Bây giờ thì Diệu Thảo mới cho hết phần nước cốt dừa vào nè. Phần nước cốt dừa rất sánh, rất là sệt như thế này. Cho vào. Đảm bảo là món ăn của chúng ta sẽ rất là béo, béo ngậy đây. Cho vào. Đảo đều. Và cuối cùng thêm vào khoảng một muỗng cà phê dầu điều nữa. Chúng ta không cho quá nhiều dầu điều, chỉ cần là một muỗng cà phê thôi là được. Và khi tất cả các nguyên liệu sôi lên trở lại, phần nước cốt dừa cũng vừa sôi trở lại thôi, các bạn sẽ tắt bếp. Như vậy là món ăn của chúng ta hoàn tất. Tất cả các nguyên liệu chín đều, nước thì sánh sệt một cách tự nhiên, chúng ta không cần cho thêm bột hoặc là bất kỳ một phụ gia nào cả, mà nước cũng rất là sánh tự nhiên. Các bạn có thể quan sát khác vị sánh. Các bạn có thể quan sát độ sánh của nước nè, nước cà ri. Rất là sánh đặc và phần protein trong tôm tiết ra tạo nên những cái phần váng như thế này, trông rất là hấp dẫn. Đây là một món ăn mà khi hoàn tất các bạn có thể ăn chung với bún hoặc là ăn chung với bánh mì đều thích hợp. Bây giờ món cà ri vừa chín tới, các bạn sẽ chuẩn bị để trang trí. Diệu Thảo sẽ lấy phần đầu tôm ra trước nè. Đây là phần đầu tôm chúng ta sử dụng để cho phần trang trí đẹp mắt và món ăn của chúng ta trông hoành tráng hơn. Kế đó thì các bạn mới múc cà ri tôm ra. Chúng ta múc những nguyên liệu này vào trước. Phần tôm chúng ta đã bóc vỏ. Các nguyên liệu ớt chuông, đậu bắp. Và những con tôm càng đã được bóc vỏ như thế này. Cho lên trên. Rất là hấp dẫn. Cho hết phần tôm càng ra. Rưới thêm phần nước cà ri và các nguyên liệu ớt chuông xanh, đậu bắp, hành tây. Chúng ta cho hết vào và cuối cùng chúng ta mới đặt phần đầu tôm lên trên. Cuối cùng thì Diệu Thảo sẽ rưới thêm một ít nước lên trên món ăn nữa. Và món ăn đã hoàn tất, chúng ta sẽ cho một nhánh ngò nhỏ lên. Với lại một ít ớt cắt và một ít ớt chúng ta đã tỉa xoăn để màu sắc đẹp hơn. Đây là một món ăn mà chắc chắn khi các bạn thực hiện xong, các thành viên trong gia đình sẽ rất là nôn nóng để được thử vị của món ăn nó như thế nào. Vì vị món ăn rất là đặc biệt các bạn. Vừa có vị béo của nước cốt dừa, vừa có vị chua chua của me. Rồi cộng thêm mùi vị thơm ngon của tôm càng đã được xào chín với cà ri, cùng với lại các nguyên liệu giòn giòn của hành tây, của ớt chuông xanh. Chắc chắn là các thành viên trong gia đình các bạn sẽ rất là thích thú đối với món ăn ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công và có một bữa cơm ấm cúng bên gia đình.